Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn bên hàng rào và quý vị khán giả. Rồi, em tên là em. Nguyễn Xuân Hòa, lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Qua quận mấy? Dạ, ở quận 11 ạ. 11 qua làm gì? Dạ, em làm mở một công ty về thực phẩm và nông sản. Nói chung là mình làm thương mại. Tức là Hòa giám đốc luôn á hả? Dạ. Mời em gái giới thiệu. Lời đầu tiên em xin được gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh và anh bạn đằng ấy. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang hiện diện tại trường quay và đang theo dõi chương trình trên màn ảnh nhỏ ạ. Em tên Dung, họ tên đầy đủ là Phạm Thị Dung. Năm nay 30 tuổi, em đến từ Đồng Nai, hiện đang công tác tại một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Là trường nào em? Dạ, em công tác tại trường đại học Hoa Sen ạ. Hoa Sen. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của hai bạn là gì nè? Dạ, em xin nói về nhược điểm trước. Tính em hay suy nghĩ và đôi khi dễ bị mất bình tĩnh. Còn về ưu điểm thì em thuộc tiếp người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình. Tính em cần mẫn, nghị lực và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu là em sẽ kiên định theo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra thì em có sở trường viết lách ạ. Tôi nghe tôi đau đài phát thanh đi khác. Em thấy tính cách của bạn đó cũng giống với tính cách của em. Dạ, thì nhược điểm của em thì cũng lâu thì hơi nóng tính thôi. Nếu mà mình đã thích công việc thì mình sẽ đam mê và cố gắng làm cho nó hoàn thiện. Có cái tật xấu gì không? Về nhà thì em hơi lười chút. Tình trường của hai bạn thì sao? Bắt đầu phát thanh. Dạ, em đã từng trải qua hai mối tình. Gần đây nhất là được hơn 3 năm. Em chia tay cách đây hơn 1 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Thực ra thì em đã cho anh ấy rất nhiều thời gian và cơ hội. Nhưng mà anh cứ hờ hững và vô tâm quá. Cho nên em đành phải quyết định dừng lại ở hai chữ gian dở. Trời ơi, sao nghe nó thiệt hay thiệt. Tưởng đâu biên tập của chương trình. Giọng nói dễ thương quá anh. Dễ thương? Dạ, ấn tượng lắm á. Cái này mình nói theo cảm xúc hay mình có soạn ra trước vậy em? Khi mà em đi dạy á, thì cái tính của em như vậy nó quen rồi chị. Dạ. Rõ ràng mạch lạc ha. Em cứ nói thế em. Em cứ nói thế hay đấy. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, bạn trai. Dạ, em thì cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình mà sâu động nhất là ở thời đại học. Em quen được 1 năm thì em nói chia tay. Tại em muốn về cái sự nghiệp của mình trước. Bây giờ thôi, mình có sự nghiệp rồi đúng không? Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị lấy vợ đi nha. Dạ. Mẫu người của em thì kiếm một người bạn gái tóc dài chút, biết quan tâm chăm sóc gia đình và biết chia sẻ. Nhưng mà ngoại hình thì sao? Vừa người, đừng mập quá. Còn với em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Anh Hòa ơi, em theo đạo Thiên Chúa đó, không biết là anh có theo đạo không ạ? Mình cũng có đạo em. May quá. Hay quá. Lo mình nhất quá. Người đó đó. Ngoài ra em sẽ rất tự hào và mãn nguyện nếu như tìm được một người bạn đời đáp ứng được tiêu chuẩn 50 năm có. Trời ơi, bắt đầu. 50 đó là không lăng nhăng, gia trưởng, vô tâm, ki bo và ích kỷ. Cái đó thì anh đáp ứng được ạ. Dạ, về tiêu chuẩn 5 có đó là có ý chí, chính trực, sống có trách nhiệm, chín chắn và hoạt bát ạ. Mình nghĩ là mình đáp ứng được. Dạ, chị cũng nghĩ là anh đó được đó. Nói chung là 10 có đó, đủ 10 luôn hả? Tại vì dạ bên không, đây một 8 cái... thôi anh. 8 có hả? Dạ. Chị tưởng đâu cái gì khó lắm, thế còn cái chuyện đó thì dễ. Dạ, dạ, chào chị. Dạ, bây giờ chừng nào mà đám cưới được nè? 6 tháng đến 1 năm. Hiện tại là mình có phải làm dâu không em? Không cần phải làm dâu cũng được ạ. Ủa sao vậy, ba mẹ mình sống ở đâu? Ba mẹ em thì sống ở Tây Ninh, không có quan trọng vấn đề là làm dâu hay không. Rồi mình có nhà riêng chưa? Chỉ thiếu con cái thôi, cái khóa cửa. Là hy vọng là hai đứa về nhau mua cái khóa cửa thì gia đình hạnh phúc. Rồi vậy quá quá tốt rồi ha. Cái điều gì mà em thật sự em không thích ở người vợ tương lai của mình? Nói chung là định nhiều chuyện quá. Em sợ là em chia sẻ với vợ xong rồi nguyên cả xóm biết hết á gì. Dạ chính xác đó chị. Không có đâu em. Rồi, em yên tâm đi, tại vì cô này là thấy một người phụ nữ rất là chuẩn mực. Dạ. Mà có vẻ hướng nội, đó là gia đình. Đâu đó trật tự nề nếp đàng hoàng. Dạ. Thì em cũng là một người của gia đình. Rồi, cảm ơn bạn. Được. Cảm hợp lý. Để em qua coi giáo án bên đàn gái coi sao. Dạ. Đang soạn mấy trang nữa nè. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Anh trai bên đây là Bình Dị đó. Dạ. Anh nghĩ rằng rất thật thà,
kỹ càng quá. Em có sợ là chồng em gọi là trách không? Dạ không đâu anh ạ, không ai là hoàn hảo cả. Cho nên là điều quan trọng là mình biết chấp nhận nhau và biết vì nhau mà thay đổi. Hôm nay anh nghĩ rằng hai bạn bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Dạ. Rồi em cũng dễ thương nhẹ nhàng ha. Cảm ơn về anh. Nhớ soạn cho anh dài cho giáo án nha. Có từ từ chút soạn cho. Rồi rồi bây giờ mình đi với người thân, mình đi với ai nè? Hôm nay em đi với một người mà rất là ủng hộ em tham gia chương trình, đó là anh rể. Ngoài ra thì có bốn anh chị em ruột, một số người bạn thân và đồng nghiệp ạ. Bốn anh chị em ruột nữa, anh rể nữa, là bạn nữa, đông quá vậy. Nói chung nay khóa cửa đi. Đưa tay lên cho coi cho bạn nhà gái. Wow. Rồi bây giờ xin mời đại diện bên nhà gái đi ạ. Chào anh Quỳnh Linh ạ, chào chị Cát Tường và toàn thể các quý vị khán giả có mặt ở trường quay. Em tên là Phạm Văn Bằng, em là anh trai ruột của bé Dung. Em gái em thì em rất là hiểu tính, thì bé rất là chu toàn và lo cho bố mẹ và gia đình. Và đã quyết tâm làm một cái điều gì là làm cho bằng được. Có khả năng là ví dụ như mai mà thi thì có thể thức trắng đêm để đèn sách. Khuyết điểm của bé thì về thể thao văn nghệ thì cũng hạn chế. Về bên bạn nam thì thấy anh rất là con người rất là phóng khoáng và cởi mở, biết lo cho gia đình. Và anh bảo là lười cái công việc nhà, cái đấy thì em nghĩ là lập gia đình về thì cái đó mình có thể siêng lên, có con có cái tự nhiên là mình siêng lên. À, cái điều mà em rất là mừng rỡ đó là hai bên gia đình đều có đạo. Và cái cảm giác đầu tiên thì em cũng thấy là anh là một cái bờ vai vững chắc, một người đàn ông có thể lo lắng cho được gia đình. Hạn chế của anh là nóng tính, có thể kiềm chế lại được. Thì em gái của em thì sống rất là nội tâm và sâu sắc. Thì người ta thường nói là chồng giận thì vợ phải nguôi, mà cơm sôi nhỏ lửa thì chẳng rơi hạt nào. Và trong tình yêu thì người ta cũng nói là tình yêu thì đôi lúc là có giận, có hờn, có ghen, có ghét, có buồn, có đau. Mà giận hờn là để hiểu nhau chứ không phải để ghét nhau suốt đời. Cho nên là người này có khuyết điểm của anh cũng có thể là bên em gái có thể bổ trợ. Và bên cái khuyết điểm của em gái là sống nội tâm sâu sắc và anh cần một người là kín tiếng thì cũng có thể là san sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Thì em thấy là hai bên rất là hợp. Và nếu được thì nên cho nhau một cái cơ hội. Vì hai bạn đến với nhau như thế này cũng là một cái duyên. Vì trên thế giới này rất là nhiều người, hàng triệu, hàng vạn, hàng tỷ người, mà tại sao là vẫn là hai bạn? Và đó là một cái duyên. Cái duyên mới gặp được chứ không phải là đơn giản mà gặp được đâu anh ạ. Vâng, thì khi đã có một cái duyên là chúng ta cho nhau một cái cơ hội để gặp nhau. Và nếu được thì trong một ngày không xa, hy vọng là anh sẽ nhận được thiệp hồng của hai em. Và chúc em hai em là tình yêu sớm đâm hoa kết trái. Và chúc hai em thành công. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh trẻ rất nhiều ạ. Hay quá. Em gái anh trai cũng hay luôn. Hai người hai giáo án khác nhau. Dạ. Rồi. Giờ rồi qua nhà trai coi sao nha. Dạ, hôm nay thì đi với hai chị gái. Chào chị. Chào dạ. Chị. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh cùng khán giả. Thì em là chị thứ ba của Xuân Hòa. Đối với em trai của em thì nhà rất là hòa đồng, vui vẻ. Từ nãy giờ có trao đổi với cô bạn gái ở đây là cũng cùng ngành với mình. Mình cũng là giáo viên. Thì hy vọng là nếu như mà hai đứa mà có cái duyên với nhau á, mình về sống chung thì chị em mình cũng hợp với nhau trong cái ngành đó. Dạ, cảm ơn chị. Xin hết. Dạ, cảm ơn chị. Như vậy là thấy hai bên nãy giờ hợp lý rất là nhiều ha. Dạ. Cả nhà người ta đi hết luôn, bữa nay là cả xóm đóng cửa, khóa cửa lên rồi đó. Ủng hộ 100% tuyệt đối luôn. Chúng ta bắt đầu mở rào. Anh có món quà cái này thì anh hy vọng nếu mà chúng ta tiến đến nhau, tình yêu hôn nhân của chúng ta sẽ ngọt ngào mặn nồng như những viên sô cô la này. Em cảm ơn anh ạ. Bữa này gì đây, phải quà cho ảnh hả? Dạ, để xíu nữa chị ạ. À, xíu nữa mới tặng. Dạ. Quà phải có đúng lúc. Dạ. Giáo án tới đoạn tặng mới tặng chứ. Dạ, em xin được hỏi anh trước ạ. Anh rồi. Quan niệm như thế nào về tình yêu và về hôn nhân ạ? Tình yêu và hôn nhân thì quan trọng là giữa hai người mình đã hợp với nhau, tiến tới với nhau thì sẽ chia sẻ tất cả những nỗi buồn, niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Coi như nhiều khi mình gục ngã thì người đó sẽ cố gắng động viên mình lên. Trong tình yêu và cả cuộc sống hôn nhân sau này nữa, ngoài những điều anh nói thì rất cần sự kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Kiên định thực hành 4 chữ T mỗi ngày. Đó là trung tín, tôn trọng, yêu thương và tha thứ. Cô này có nhiều chữ quá ta. Ở đây cuối còn chữ nào thì em không? Thấy trong cái bốn cái chữ đó thì anh có đáp ứng được những cái vấn đề gì của đó của em thôi không? Dạ, em thấy từ nay đến giờ thì anh là người có trách nhiệm trong công việc và có chí cầu tiến. Thì đây là một trong những điều em đang kiếm tìm ở một nửa còn lại. Em đánh giá rất cao ạ.
quan điểm sống của em đó là hãy cứ từ từ mà sống. Em không có vội vàng để mà chọn vội cho mình một người để khỏa lấp nỗi cô đơn đâu. Em sẽ tìm cho mình một trái tim có cùng nhịp đập, ở đó biết quan tâm, chia sẻ, biết hy sinh, vun vén, xây đắp cho hạnh phúc của nhau. Và luôn sẵn sàng cùng em đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Không biết là anh có sẵn sàng với những điều này không ạ? Thì nếu mà em đã chấp nhận chia sẻ thì anh cũng sẽ chia sẻ. Có thể thì anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em. Dạ. Không biết vấn đề dạy học của em thì rảnh trong thời gian nào? Dạ, thường thì em hay rảnh vào cuối tuần. Nếu mà ưu tiên cho nhau thì em vẫn cố gắng sắp xếp ạ. Tới khúc tặng quà cho em. Chưa hả? Dạ, tất cả những tâm tình muốn nói thì em đã trao trọn trong tấm thiệp này. Xin được gửi tặng đến anh. Rồi, cảm ơn kỹ em. Lắm, phải đúng lúc rồi thấy được mới tặng, chứ không được là chưa tặng đâu. Cái này có mở ra đọc được không em? Dạ được ạ. Đọc đi em, đọc đi. Dạ thật đức bà đó anh. Người lạ ơi, gặp được nhau đã khó, trân trọng và giữ được nhau lại càng khó hơn. Nhờ nhịp cầu bạn muốn hẹn hò mà nơi đây chúng ta có cơ hội được gặp nhau. Mong rằng chữ duyên sẽ song hành cùng chữ phận. Bởi lẽ duyên này do bạn muốn hẹn hò tạo, phận là do người chọn, hạnh phúc là do chính mình nắm bắt. Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối hành trình tìm hiểu một cách nghiêm túc và chân thành. Người lạ ơi, rồi cảm ơn em. Dạ, tấm thiệp này có in hình ngôi thánh đường. Hy vọng đây sẽ là điểm đến cho cả hai vào mỗi cuối tuần về. Và thánh đường sẽ là nơi minh chứng cho một tình cảm đẹp nếu được triển nở, được Chúa chúc lành thánh hóa. Trời, cô nói hay quá ta. Dạ. Nói giống như là rót mật vô tai vậy đó. Nghe mà muốn nghe thêm á anh. Hả? Còn cái này, cái này là đoạn khác hả em? Dạ không, đến với chương trình thì em chuẩn bị hai tấm thiệp với hai nội dung khác nhau. Hả? Tức là trong trường hợp mà tặng cho người có đạo hoặc không có đạo á, tại vì em không có biết là chương trình sẽ sắp xếp cho mọi người là anh như thế nào. Cổ ưng. Cái này là rất trân trọng khi mà anh nhận cái thơ đó, anh rất muốn lấy cái này không? Không. Dạ thôi, cũng phải lấy luôn. Cái này để tôi thôi. Dạ, em rất là cảm phục trước tình cảm của bố mẹ, bởi vì trong những lúc khốn khó nhất thì hai người luôn hướng về nhau và nghĩ cho nhau. Và đến với chương trình hôm nay thì em cũng xin được chia sẻ về một cuộc hôn nhân ạ. Rồi, mời em. Có hai ông bà sống với nhau đã gần 50 năm. Cuộc sống hôn nhân tuy có nhiều khó khăn, bất trắc, nhưng hai ông bà luôn vun vén, đồng lòng nuôi dạy các con nên người. Một ngày kia, ông bị tai biến và phải xa bà một thời gian dài để điều trị bệnh. Thương ông, bà chỉ biết nhớ và cầu nguyện thật nhiều cho ông. Trong một lần đến nhà thờ, không may bà bị tai nạn. Nằm cấp cứu miên man, lúc mê, lúc tỉnh, bà thì thào: đừng nói cho ông biết, vì bà sợ sức khỏe của ông sẽ suy sụp. Đêm hôm ấy, dù không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, nhưng ông vẫn cứ trăn trở mãi, chẳng thể nào ngủ được. Và rồi mọi biến cố cũng qua. Sau một thời gian điều trị bệnh, ông bà trở về tổ ấm trong niềm vui mừng vô hạn. Ông nắm chặt tay bà thì thầm: tớ với mình tình nghĩa vẫn sắt son, vầng tim vẫn thủy chung, trọn cho đến hơi thở cuối cùng. Em xin hết ạ. Một dòng đọc ấn tượng quá, một câu chuyện rất là cảm động ha. Chuẩn bị đến giây phút hết sức là quan trọng nha. Đây có phải là người để chúng ta cùng đi suốt cả cuộc đời còn lại hay không? Nhắm mắt lại, kiểm tra lại nha. Có nhắm thì nhắm, bấm thì cũng bấm. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Giữ lấy bà. Nắm tay nhau đi hai bạn. Chàng trai và cô gái đã có 10 có và 2 bờ. Bờ gì? 2 bờ gì? 2 bờ là 2 bấm á. Xin gia đình mình làm cái nhiệm vụ của bạn mối hẹn hò đi. Chào tất cả bên gia đình. Thì em rất là vui khi là bạn gái đã bấm nút chọn em. Thì em hứa nếu mà em còn sức khỏe thì em sẽ cố gắng lo cho bạn gái đến thời đại cuối cùng. Hay quá. Xin hôn. Xin hôn. Dạ. Không biết bên gia đình mình hôm nay em hôn bạn gái ở đây có được không ạ? Anh cứ thoải mái ạ. Thoải mái ạ. Dạ. Vậy em xin phép ạ.
cứ tự nhiên. Hôn mà cứ tự nhiên. Dạ, ngay tại giây phút này đây, em đang sống với tâm tình biết ơn và tạ ơn. Tận sâu trong đáy lòng mình, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ban tổ chức chương trình vì luôn là cầu nối cho những trái tim đơn lẻ được gắn kết với nhau. Xin kính chúc chương trình ngày càng phát triển ạ.